thưa quý vị thông tin phóng viên bản tin giao thông đội chỉ huy cảnh sát giao thông đường bộ số 14 phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết vào khoảng 12 giờ trưa nay tại khu vực cầu vượt vọng thuộc quận Hoàng Mai Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông tự gây một phương tiện xe ô tô con biển kiểm soát là 99A 50271 đang lưu thông trên đường thì đã bất ngờ đâm vào phần giải phân cách khi bắt đầu chuẩn bị lên cầu vụ va chạm thì đã khiến phần đầu của chiếc xe 4 chỗ hư hỏng hoàn toàn lái xe đã được đưa vào bệnh viện để cấp cứu đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã có mặt tại hiện trường hướng dẫn chỉ huy giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.